sẽ bắn đi 8 nha. Kê vào cái còi này nè. Đó. Ta sẽ bắn thử mục tiêu nha. Rồi em sẽ zoom lại. À, rất chuẩn nha anh em. Thì có một bạn gọi điện cho mình hỏi là em có 500 ngàn thì mua được cây nào. Thì đây mình quay cái này anh em. Đây là cây mẫu bá K4. Đây. Cái này là cái gỗ dè. Nó rất là dai luôn anh em. Nếu mình làm gỗ muồn thì nó giòn lắm. Mình chuyển đồ nó hay bị nứt cái chỗ này. Tại vì nhiều khi mà chắc hàng quăng ném đâu á, nó hay bị. Mà cái gỗ dè này nó không bị anh em. Gỗ dè này nó giống như là nó gần giống như cái gỗ mít đấy nè. Cái này đặc biệt là làm cái mẫu bá này thì nó hợp lý lắm luôn. Đây thì ở đây mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái loại đầu cánh. À, xịn lắm. Mẫu này là nhập về nó có thương hiệu đồng hàng nha anh em. Để mình quay cái đây. Thì nó xịn sò lắm luôn á. Có cắt vạch nè. Cái này thì sắp tới mình sẽ về một cái mẫu dây nữa, cái bảng nó lớn. Kẹp vào đây sẽ gấp đôi lại. Thì nó sẽ lực nó sẽ mạnh hơn. Đó. Thì bên mình sẽ thiết kế như thế này để cho cái cánh nó không xoay được nè. Bắt ốc. Nó như vậy là anh em có thể có được một cái cây slingshot rồi. Như mấy cái mẫu dây này á, thì nó kéo giãn nhiều lắm. Thì đôi khi mà nếu mà anh em chơi mẫu dây này vẫn lực anh em, vẫn bắn ok. Nhưng mà chúng ta sẽ phải cắt bớt đi. Chẳng hạn như là cắt bớt đi để cho cái dao động dây nó ít thôi. Chứ mà chúng ta để mà nó quá dài á thì cái dao động dây khi kéo tới cái cò, khi mà chúng ta kéo tới cái cò thì nó vẫn còn chưa hết lực. Cò này thì cò loại 1 anh em có thể chơi cái mẫu này là hợp lý nè. Cò loại 1 này nó không có rơ lắc gì thì nó cái kẻ này nó không có hở ra nè. Thì khi mà anh em chơi á thì cái anh em bắn bi nhỏ xíu nó cũng không có lọt qua được. Đó. Cái này cây này thì mình có thiết kế dây cho anh em kẹp kính ngắm hoặc là dây. Ví dụ như anh em mà ống gắn ống ngắm thì anh em lật ngược cái này lên. Cái này dây này nó tầm 7-8 cm gì đó thì anh em gắn ống ngắm nhanh là ok nha. Ống ngắm dài thì nó hơi khó, ống ngắm dài thì anh em phải gắn cái mẫu ống ngắm nào mà nó nhỏ gọn thôi. Chứ ống ngắm mà chẳng hạn như là bít neo đồ hay là discovery đồ mấy cái mẫu dài thì nó không có kẹp vô đây được. Kẹp đây phải giờ cái chân và nó rất là cồng kềnh, xấu. Thế là rất xấu. Thì khi mà anh em đặt cái mẫu này á thì cây này 500, mình báo giá công khai nhé. 500 nhưng mà mình sẽ tặng cho anh em thêm 2 bộ dây nữa, tổng anh em sẽ có 3 bộ dây và 100 viên bi tám. Đó. Thì anh em sẽ nhận cái hàng này với giá là 500. Đó. Thì mình sẽ chia làm 2 kiện gửi nha anh em. Tại vì đợt trước gửi đi anh em có nhiều anh em đợi cả nửa tháng không có bắt đầu gọi cho mình, hoặc là 10 ngày không có gọi cho mình thì mình kiểm tra thì toàn là bị thu. Tại vì khi mà mình gửi mấy cái linh kiện như là cánh phượng cò hay là cánh dây kia rồi đó, nó không có thu. Gửi ống thép này cũng không thu. Nhưng mà có cái bá gỗ đã thu. Nên bữa nay rút kinh nghiệm rồi mình sẽ gửi cái bá gỗ bên giao hàng nhanh cho anh em. Mình ghi là đồ gỗ mỹ nghệ. Ghi là đồ gỗ mỹ nghệ nha. Hàng dễ vỡ, xin nhẹ tay rồi mình cũng ghi rõ chi tiết vậy anh em về anh em khui hàng. Anh em quay cái video giùm mình, ví dụ có bể vỡ gì mình gửi cái khác mình bù cho anh em luôn, không đổi nha. Ví dụ nó bể vỡ, nó nứt hay nó bị chỗ nào đó là anh em gửi video đó cho mình. Vận chuyển nó đã bị như vậy rồi nè, gửi video lúc khui hàng. Mình sẽ gửi hẳn một cái bá gỗ khác mình đền cho anh em luôn, chứ không có đổi nha. Cái này là không có đổi. Còn linh kiện chẳng hạn cái ray, cái cò hay là cái ống kẽm này, cánh dây rồi bi rồi thì mình sẽ gói vào một hộp riêng mình gửi bên Viettel Post cho anh em. Đó. Thì mình báo giá công khai đó, nếu anh em có 500 ngàn thì anh em đặt cây này. Có thêm 2 bộ dây và một cái bi nha. Và đặc biệt là mấy cái mẫu này thì khi mình chia làm 2 kiện mình gửi như vậy thì nó sẽ mất nhiều tiền ship của mình. Thì mình sẽ nói chung là bên shop sẽ chịu ship hết. Bao ship là gói trong 500 ngàn đó là anh em mua thôi. Nhưng mà anh em phải cọc cho mình trước ít nhất là 50 ngàn bằng hình thức chuyển khoản hoặc là nạp cạc điện thoại, mua cạc điện thoại nha. Để chắc chắn là anh em có thiện chí muốn mua, chứ để anh em đặt mình gửi 2 kiện như vậy mình mất nhiều tiền ship. Mà anh em không nhận phát mình bị bom cả 2 kiện luôn á. Anh em đã không nhận cái bá thì làm anh những linh kiện anh em cũng không nhận, đúng không? Có nghĩa là anh em đổi ý á. Tránh trường hợp những em gửi đi toàn là học sinh bom nè. Với lại một số anh em là gọi là đang còn 50-50 mà đặt bừa đặt đại. Đó. Có nghĩa là chưa có quyết định, chưa có đưa ra quyết định thì mới thấy clip là ham quá đặt xong mai mình đổi ý. Thì cũng vẫn có thôi. Đó, thì nói chung là em lên mẫu mới này, bây giờ em sẽ bắn thử cho anh em xem. Mẫu này thì dễ bắn nha, nhưng mà phải có laser vào thì còn chuẩn hơn nữa. Thì đây em bắn đại, bắn cự ly cũng gần tí cho anh em dễ nhìn nha. Rồi, ok anh em. Thì ở cái đầu trụ rào đằng kia em có để một cái chai sữa anh em thấy không? Đó, đầu trụ rào đằng kia. Nói chung là cũng gần thôi chứ không quá xa đâu. Đó. Em sẽ lên nạn cho anh em xem. Đây em sẽ bắn bi 8 nha. Bi 8 nha, tại vì cái dây này nó có nhiều loại nè anh em. Cái dây ná này nó có nhiều loại lắm. Đây là em sử dụng dây 1 ly 2 lốt.
đây dây hai lớp này nó sẽ có hai màu là màu đỏ vàng và màu xanh xanh nhạt, có nghĩa là màu xanh đậm và xanh lá chuối. Thì khi mà em đây cái cánh này em nói thêm lên em tí nữa là cái cánh này, cánh này nè, thì ở đây nó có tích hợp một cái để anh em gắn gây ngắm, gây ngắm cái thước ngắm của cái ná. Nhưng mà cái này thì sử dụng cho anh em, nói chung là anh em chỉnh theo kiểu là bắn góc nghiêng rồi hoặc là góc đứng rồi á, anh em nhìn thôi, rồi ná cầm tay rồi kiểu bắn kiểu đó. Chứ còn cái này thì anh em buộc phải có ống ngắm hoặc laser, hoặc là anh em sẽ kẻ một cái đường đây, anh em giống theo và anh em canh độ cao thấp thôi, kẻ một cái đường giữa này, lấy bút lông kẻ một đường giữa đây để anh em ngắm theo đó. Cái này là trong cái ná mà gắn cánh thượng em có hướng dẫn anh em rồi, thì lúc đó thì mình sẽ canh từ hao cao thấp thôi. Anh em có thể bắn không có laser cũng được, nhưng mà anh em không có cái đường này anh em khó ngắm lắm, khó canh khó ngắm lắm. Vì mẫu này thì chúng ta không thể gắn lùi lùi vào được. Đây, chúng ta kéo dây ra, chúng ta cài vào cái còi này nè, đó. Đó, rất là đẹp luôn ha. Cái cánh này là mình rất là thích, là anh em biết sao, cái đầu cánh đầu chạc á, cái độ cao của nó với lại cái cò này nè, cái độ cao với cái cò này nè, là nó gần như khi mà lắp vô nó gần như song song với cái ống kẹp vuông này, anh em thấy không, cái khoảng cách này. Như vậy thì mình chỉ cần nhắm theo cái đường giữa này và mình độ chân thì nó sẽ không cao thấp quá nhiều. Đó. Còn nếu trong trường hợp anh em gắn được laser thì mình không cần nhắm theo đó, nhắm theo laser tính bắn nhanh, ông bắn nhanh. Rồi chúng ta sẽ bắn thử mục tiêu nhé. Rồi em sẽ zoom lại cho nó anh em thấy rõ cái chai. Rồi ta sẽ làm thử nha. Rất chuẩn nha anh em, rất chuẩn luôn á. Cái này mà bắn chim, thường là mấy cái cây cồng kềnh như này chúng ta sẽ bắn chim ngủ đêm anh em ạ. Bắn chim ngủ đêm là rất ok, chứ mà ban ngày thì anh em mà cầm cái này đi rình rập chim thì nói chung là hơi bị cồng kềnh một tí. Đó. Thì em sẽ cố gắng gửi hàng đúng như mô tả cho anh em. Anh em ghé kênh của em thì nhớ cho em một like, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ em nhé. Anh em có góp ý gì về các mẫu bán hoặc là góp ý về cái ná thì anh em mạnh dạn bình luận nhé, để em rút kinh nghiệm và em sẽ phát triển những mẫu mới đẹp hơn. Rồi chào tất cả anh em.